Ngày 21 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 3 bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Cù Đình Hiền, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Bùi Văn Nam, nguyên Phó trưởng Phòng Kinh tế Tài chính, thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Sai phạm của ba bị can nói trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty Cổ phần Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower, thành phố Thanh Hóa. Vào năm 2013, ông Nguyễn Đình Xứng đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, được phân công phụ trách giá cả. Ngày 29 tháng 1 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 389 trên QĐUBND, giao cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Sông Mã 2958,7m² đất tại địa chỉ số 3 đường Phan Chu Trinh, thành phố Thanh Hóa, để thực hiện dự án Hạc Thành Tower. Đến ngày 23 tháng 12 năm 2013, ông Nguyễn Đình Xứng ký quyết định số 4562 trên QĐUBND phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty Cổ phần Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower với đơn giá 21 triệu đồng trên 1 mét vuông. Mức giá này được xác định từ năm 2009, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 55 tỷ đồng.